Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Triển vọng miền Trung của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong số đầu tiên của chuyên mục Triển vọng miền Trung, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề quy hoạch và phát triển cảng biển ở khu vực miền Trung và duyên hải miền Trung. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đề cập đến những tiềm năng và thách thức của các cảng biển trong khu vực hiện nay theo tinh thần nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vừa qua tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Hội nghị khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ trở thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực. Là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc. Trong đó, mục tiêu nghị quyết đến năm 2030 tập trung nguồn lực phát triển các cảng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa trở thành những hạt nhân kinh tế biển, kinh tế hàng hải và là trung tâm logistics của khu vực và quốc tế. Đầu tháng 4 vừa qua, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa 2023, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 31.200 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ 16 dự án với tổng vốn đăng ký trên 80.600 tỷ đồng, đầu tư vào các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu kinh tế Vân Phong. Tỉnh Khánh Hòa tập trung quy hoạch nhiều phân khu để phát triển công nghiệp nhằm mục tiêu là hỗ trợ cho cái việc phát triển của cảng, đồng thời cũng là hỗ trợ cho Tây Nguyên trong cái việc mà vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên thông qua cảng Nam Vân Phong và Bắc Vân Phong. Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong được xem là trái tim của khu kinh tế Vân Phong với quy mô sản lượng khai thác mỗi năm trên 2 triệu tấn. Với lợi thế cảng biển nước sâu và là điểm kết nối thương mại chính cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn hàng qua cảng khiến nhiều thời điểm cảng biển này không có tàu nào ra vào cảng làm hàng. Hiện nay xét về thị trường thì trong cái phần hậu cần của các khu vực cảng thì cũng tương đối ít các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vì vậy, lượng hàng hiện nay đối với cảng thì cũng hoạt động chưa hết 100% theo công suất quy hoạch. Khu kinh tế Dung Quất hiện là đầu tàu phát triển công nghiệp của khu vực Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên. Trong năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp khu kinh tế Dung Quất chiếm đến 60% và nộp ngân sách chiếm 63% trong tổng số 11 khu kinh tế của khu vực. Quảng Ngãi cũng tập trung đầu tư mở rộng cảng biển Dung Quất để trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa và cảng container, đưa khu kinh tế Dung Quất trở thành trung tâm giao lưu hàng hóa quốc tế ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Cảng biển Dung Quất là một cảng biển là công nghiệp nặng gắn liền với các cái nhà máy chuyên dụng sản xuất công nghiệp chuyên dụng và cái độ tiếp đón tàu có trọng tải lớn lên tới cỡ 200.000 tấn. Dự kiến trong những năm tới đây, cái công suất của hàng hóa qua cảng Dung Quất sẽ tăng vượt bậc nữa. Dự kiến là trong khoảng năm 2030 là lên khoảng là 75 triệu tấn trên một năm. Cảng biển Dung Quất đã đầu tư nâng cấp, cải thiện căn bản về năng lực, chất lượng dịch vụ, bảo đảm tiếp nhận tàu có trọng tải trên 30 vạn tấn. Tuy nhiên hiện nay, mạng lưới giao thông kết nối cảng biển lại phát triển chưa tương xứng. Hiện nay là công tác là hệ thống hạ tầng giao thông tại khu kinh tế Dung Quất đã xuống cấp quá nhiều. Ủy ban tỉnh cũng như là các bộ ngành cũng có hỗ trợ trong thời gian qua nhưng mà chưa đủ xứng tầm với cái nhu cầu của nó. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy các tiềm năng thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp, quyết tâm đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng quốc gia và du lịch biển đảo.
theo tinh thần nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Mục tiêu đặt ra, tỉnh có những cái chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn 20 đến 25, rồi 25 đến 30 để triển khai thực hiện. Và có thể nói rằng là với cái 8 nhiệm vụ mà tỉnh xác định trong chương trình hành động của tỉnh, nó sẽ toàn diện trên các lĩnh vực và huy động của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện. Cái chúng tôi quan tâm nhất hiện nay đó là cụ thể hóa và triển khai thực hiện cái chương trình hành động của tỉnh để thực hiện nghị quyết 26. Năm 2012, cảng Chu Lai được tập đoàn Thaco đầu tư chính thức đi vào hoạt động và là cảng biển ra đời muộn nhất trong khu vực. Những năm qua, cảng Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phát triển chuỗi dịch vụ trọn gói, cũng như hệ thống kho bãi để hình thành trung tâm giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế. Ngoài lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển quốc tế Chu Lai nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, nên có ưu thế lớn mà ít cảng khác có được là nguồn chân hàng sẵn có từ tập đoàn Thaco. Mỗi năm, lượng hàng hóa qua cảng phục vụ khu kinh tế mở đạt khoảng 3,9 triệu tấn, chưa kể nguồn hàng rời, hàng dịch vụ vận chuyển hai miền Nam Bắc và quốc tế. Sau khi khoảng thời gian tương đối lâu dài hợp tác với cảng Chu Lai thì chúng tôi thấy cảng Chu Lai ngày càng chú trọng đầu tư nâng cấp về cái cơ sở hạ tầng, kho bãi rộng, trang thiết bị hiện đại, vị trí cách bên nhà máy 2 cây thôi, rất tiện lợi, chi phí cũng thấp hơn. Có nhiều lợi thế như vậy, nhưng đến nay cảng Chu Lai mới chỉ đáp ứng được tàu trọng tải 2 vạn tấn. Điều này khiến cảng Chu Lai gặp khó khăn trong việc thu hút các hãng tàu lớn trên thế giới xuất nhập khẩu qua cảng. Hiện nay cảng Chu Lai sử dụng cái tuyến luồng quốc gia Kỳ Hà. Do đó, trong quá trình khai thác mà các doanh nghiệp ở tại miền Trung, ở khu công nghiệp Tây Nguyên hoặc là các nước hành lang kinh tế Đông Tây và qua cảng Chu Lai thì cần một cái chi phí thấp trong hoạt động logistics, mà cái tuyến luồng chỉ đáp ứng cái tàu được dưới 3 vạn tấn khi ra vào cảng, đây là một cái điều rất là thách thức trong cái hoạt động quy hoạch. Trong chuyến làm việc với tỉnh Quảng Nam vào tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng để hoàn thành mục tiêu Quảng Nam trở thành cảng biển loại 1 đến năm 2030, cảng biển quốc tế Chu Lai cần đầu tư xây dựng bến cảng đón tàu tải trọng trên 5 vạn tấn. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang hoàn chỉnh đề án để xúc tiến đầu tư mở mới luồng cửa lở vào cảng Chu Lai và cảng Kỳ Hà để đón tàu trọng tải lớn và nâng công suất hàng hóa qua hệ thống cảng biển ở Quảng Nam mỗi năm đạt trên 29 triệu tấn. Chúng tôi xây dựng một cái luồng mới 5 vạn tấn cửa lở để tăng cái công suất cái làm hàng của hệ thống các cái bến trong hệ thống cảng biển Kỳ Hà, cảng biển Quảng Nam. Và cái hệ thống này thì một cửa mới hoàn toàn. Hiện nay, việc phát triển cảng biển ở miền Trung có nhiều khó khăn, thách thức hơn những khu vực khác bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên có mưa bão và quan trọng là nguồn hàng từ các doanh nghiệp tại các khu kinh tế lân cận và trong khu vực không mạnh như hai đầu đất nước. Do đó, câu chuyện các đơn vị doanh nghiệp cảng biển tự loay hoay tìm kiếm nguồn hàng phù hợp với năng lực và hạ tầng kỹ thuật qua cảng đang là thực trạng nan giải. Cái cảng biển chủ yếu là phục vụ cho kinh tế của địa phương cũng như các vùng, cho nên là việc của các cảng biển trong khu vực gần như là độc lập tác chiến với nhau. Yếu tố cái cốt lõi ở đây là chúng ta liên kết với khách hàng và chúng ta có những cái mà định hướng của cảng nó phù hợp. Chúng tôi rất là mong muốn có thêm cái nhiều doanh nghiệp đầu tư trong khu vực thủy, nhiều doanh nghiệp đầu tư trong khu vực biển phong để tạo thành một cái nơi hậu cần lớn, có nhiều nguồn hàng thì cảng mới phát huy được cái tiềm năng. Thưa quý vị và các bạn, việc phát triển các cảng biển ngoài yêu cầu phát triển kinh tế cho địa phương, phục vụ cho sự phát triển của các khu cụm kinh tế trọng điểm, phát triển du lịch, hình thành các khu đô thị ven biển. Tuy nhiên thì việc liên kết phát triển cảng biển, logistics trong khu vực thì vẫn đang là mắt xích yếu trong chuỗi liên kết phát triển kinh tế biển của khu vực miền Trung và duyên hải miền Trung. Thực trạng liên kết phát triển cảng biển tại khu vực miền Trung và duyên hải miền Trung sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chuyên mục lần sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.